Chào các cô chú, anh chị và các bạn. Sài Gòn Mãi Nhớ đang có mặt ở đây là khu vực đường Cách Mạng Tháng 8 Lê Văn Duyệt cũ, đoạn gần ngã tư Hồng Thập Tự ngày trước. Hôm nay, Sài Gòn Mãi Nhớ xin chia sẻ đến cô chú, anh chị những hình ảnh trên đường Sư Nguyệt Anh, quận Nhất. Ngay góc bên phải đường có quán cà phê trứng khá lớn, địa chỉ 10B Sư Nguyệt Anh, quận Nhất. Đây là căn biệt thự Giác Vàng, có tên là Biệt thự Thiên Niên Kỷ của ca sĩ Ngọc Sơn. Địa chỉ 10A Sư Nguyệt Anh, quận Nhất. Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân, cơ sở 1, tại số 12 Sư Nguyệt Anh. Có thể thấy đường Sư Nguyệt Anh vẫn còn giữ được khung cảnh cây xanh với hai hàng cây cổ thụ có thân to và cao chót vót. Tòa nhà 76 Sư Nguyệt Anh hiện là văn phòng công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Iteco. Những ngôi biệt thự và nhà phố ở khúc này trông rất yên bình, tĩnh lặng. Beauty salon và mỹ viện tại 88 Sư Nguyệt Anh, quận Nhất. Căn biệt thự 92 Sư Nguyệt Anh này mấy năm trước là thẩm mỹ viện Khơ Thị. Đây là nhà hàng ẩm thực Trung Hoa, Number One Mansion, địa chỉ 94 Sư Nguyệt Anh, quận Nhất. Văn phòng đại diện phía Nam Hội Mỹ thuật Việt Nam tại 98 Sư Nguyệt Anh. Nhà hàng Ngọc Sương nổi tiếng với nhiều món ngon, với đẳng cấp sang trọng. Tại 106 Sư Nguyệt Anh, quận Nhất. Chỗ có ban công với cây xanh rủ rủ phía trước là nhà hàng chai Dị Quê Kitchen, địa chỉ 110 Sư Nguyệt Anh. Chỗ này là nhà hàng phố 79, địa chỉ 120 Sư Nguyệt Anh. Sát kế bên là trụ sở Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ 122 Sư Nguyệt Anh.
nhà khách Cà Mau, 128 Sư Nguyệt Anh, quận Nhất. Chủ quán bún chả Hà Nội này là biệt thự 132 Sư Nguyệt Anh, vốn là tư gia của giáo sư luật khoa Đại học Sài Gòn trước 75, Vũ Văn Mẫu. Chỗ có chữ Halo Mart là số 1 Sư Nguyệt Anh, quận Nhất. Quán karaoke Olympus tại 39 Sư Nguyệt Anh, quận Nhất. Văn phòng Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn Redco tại số 41 Sư Nguyệt Anh, quận Nhất. Cao ốc Khánh Minh, chuyên cho thuê văn phòng tại 55 Sư Nguyệt Anh. Nhà hàng Tân Hương Trúc Mai tại địa chỉ 71 Sư Nguyệt Anh. Đây cũng là một địa điểm của nhà hàng phố 79 với không gian rất rộng lớn, địa chỉ 7983 Sư Nguyệt Anh, quận Nhất. Trường Mầm Non Bến Thành, địa chỉ 87-89 Sư Nguyệt Anh, quận Nhất.
Nhạc Khoa Kim, địa chỉ 101 Sương Nguyệt Anh, quận Nhất. Đến đây là tiếp giáp đường Tôn Thất Tùng, Bùi Chu Cũ, cũng là hết đường Sương Nguyệt Anh rồi đó cô chú anh chị. Sài Gòn Mãi Nhớ xin được kết thúc video ở đây. Cảm ơn các cô chú, anh chị và các bạn đã dành thời gian xem qua video này. Mến chào, tạm biệt.